Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video của mình ngày hôm nay. Và trong cái video của mình ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ làm một cái video liên quan đến cái phần mềm để quay lại video màn hình. Như các bạn đã biết thì các bạn muốn quay lại một cái video màn hình của máy tính để các bạn hướng dẫn về một cái gì đó, hoặc là các bạn quay lại cái video màn hình capture của một số ứng dụng nào đó, hoặc là capture của một số màn hình hay là một số công cụ liên quan, các bạn hướng dẫn về một cái gì đó, các bạn muốn quay lại cái màn hình hoặc là các bạn muốn quay lại những cái thông tin của màn hình máy tính ấy, thì các bạn sẽ phải sử dụng cái phần mềm để quay video. Hiện tại các bạn thấy là có những cái phần mềm quay video, ví dụ như phần mềm quay video OBS này, hoặc là Streamlabs này, hoặc là những cái phần mềm như là X-Sprite này. Đấy, đây là những cái phần mềm chuyên để hỗ trợ chúng ta quay video màn hình. Đặc biệt là các bạn thấy là những cái người mà chúng ta livestream ở trên mạng internet ấy, lên trên Facebook hoặc YouTube ấy, thường là những cái streamer, có nghĩa là những cái người mà liên quan đến livestream về những cái về cái vấn đề là chơi game ấy, thì người ta sử dụng cái phần mềm đó rất là nhiều. Và đặc biệt là các bạn muốn quay lại những cái video màn hình ấy, các bạn cũng phải sử dụng những cái phần mềm liên quan đến quay video bằng cái phần mềm quay lại video màn hình. Ví dụ như trong cái video này ấy, các bạn xem được cái video này ấy, thì mình cũng đang sử dụng một cái phần mềm để quay lại cái video màn hình, thì các bạn mới có xem được trên cái màn hình máy tính của mình vừa làm và mình đang hướng dẫn. Đấy, nó cũng giống cái việc chơi game, nhưng mà chơi game cũng như là việc quay màn hình, quay màn hình nó sử dụng là nó sẽ sử dụng một cái nền tảng để capture lại cái màn hình, sau đó nó lưu lại thành một cái file, hoặc là capture lại sau đó lưu đẩy cái thông tin này lên trên mạng internet, YouTube hoặc Facebook hoặc là các app ứng dụng platform. Đấy, người đó là gọi là sử dụng cái capture lại sau đó livestream lên thì nó phải thực hiện, máy tính của chúng ta sẽ phải thực hiện bằng cách đó chính là sử dụng GPU hoặc là sử dụng CPU để những cái thuật toán tính toán để mã hóa những cái code của cái đoạn video đó, sau đó được đẩy lên đó đó, cho nên là có những cái trực tiếp đó. Đấy, cho nên là nói đến cái việc stream hoặc là quay video màn hình ấy, thì các bạn hay sử dụng những cái phần mềm rất là nhiều. Trong cái video này mình giới thiệu với các bạn một cái phần mềm miễn phí, đó chính là cái phần mềm OBS. Đây là một trong những cái bộ công cụ phần mềm được gọi được mệnh danh là miễn phí và nó tốt. Các bạn xem này, ví dụ như OBS ở đây ấy, các bạn nhìn chỉ nhấn OBS thì nó sẽ ra như một trang như này, các bạn vào trong phần OBS Project này. Đấy, đây là cái công cụ và phần mềm được rất là nhiều người sử dụng và nó sử dụng miễn phí. Ở đây có phiên bản hỗ trợ, đó chính là Windows, Mac OS, hệ hành Linux. Hình như là Linux là trước đó nó có được hỗ trợ không các bạn? Hình như là Linux có được hỗ trợ hay sao ấy. Đấy, các bạn có thể chạy hệ thống Linux. Linux là hệ hành Ubuntu đó các bạn. Đó. Phần nào có thể là xem là các bạn có thể tải về chạy để chạy cho Linux, thì ba hệ hành phổ biến nhất. Đấy, Mac OS hiện tại nó phiên bản này. Windows thì nó có phiên bản 24.4 24.0.1. Đấy. iOS, MacBook ấy, thì nó sử dụng phiên bản là 23.2.1, phiên bản Linux thì nó 24.0.0, được chưa? Đó, mỗi phiên bản cao cấp thì nó sẽ nâng cấp nhiều cái hay, được chưa? Đó. Như các bạn đã biết thì cái phiên bản OBS hiện tại ấy, nó chính là phiên bản OBS 24.0.1. Đây được gọi là phiên bản cập nhật mình thấy là đáng giá nhất, và nó có một cái tính năng bổ sung mà mình thấy là đột phá, được chưa? Đó, gọi là đột phá. Đấy, gọi là nâng lên tầm cao mới đó, theo bản thân của mình ấy mình thấy là đột phá. Bây giờ mình sẽ tải cái ứng dụng này và xem nó có đột phá gì nha các bạn nha. Đó, thì các bạn là nhấn vào đây tải. Đấy, mình sẽ nhấn vào đây tải thì mình sẽ bấm start now. Đấy, khi mà tải xong ấy thì các bạn sẽ chờ một tí. Đấy, đây là phiên bản là chấm 24.0.1. Đấy, đó, đây là một trong những cái phần mềm mà nó rất là hay, được chưa? Nó có hỗ trợ cả tiếng Việt luôn. Đấy, đó, đây là phần mềm OBS, được chưa? Khi mà tải xong ấy, các bạn chỉ cần next next thôi, được chưa? Cài next next yes và install thôi.
Đó, đây là file cài đặt, tí mình sẽ cài sau nhá. Đấy, tí mình cài. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Ví dụ như bây giờ mình cho các bạn xem. Ví dụ như bây giờ mình đã cài xong thì nó sẽ có một cái bản như này này. Đấy, sẽ có bản phiên bản OBS như này, các bạn thấy chưa? Đó. À, một điều nữa đó chính là khi bạn cài, các bạn phải nhớ là các bạn máy tính của bạn sử dụng với phiên bản bao nhiêu bit, ví dụ như 32 bit hay là 64 bit. Ví dụ như các bạn vào trong một download này, đấy, download ở OS, ví dụ như home này như này, download này, nếu mà 32 bit, các bạn chọn 32 bit, được chưa? Đó, 32 bit thì nó sẽ nhẹ hơn, nhưng mà hiện hành 64 bit thì các bạn sẽ chạy 64 bit nhá. Đấy, đó, khi mà vào xong như này, các bạn thấy là có, khi mà cài xong ấy thì nó sẽ có OBS như này. Tại vì sao mình lại chưa cài? Ví dụ như cài thì nó rất là đơn giản thôi, mình sẽ hướng dẫn cài luôn. Mình ý định là mình sẽ để kiểu như là so sánh ấy. Hiện tại ở bên các bạn xem, mà ở bên máy này mình cũng có một cái phần mềm OBS cho các bạn xem. Đây là phiên bản cũ hơn, đây là cái phiên bản 23.2.1, được chưa? Đó, bây giờ mình sẽ cài. Ví dụ như các bạn cài cái này, các bạn next upset, các bạn chỉ cần install đấy. Còn đối với một số trường hợp cài không được ấy, nó yêu cầu download plugin về, thì các bạn sẽ chỉ cần download cái plugin đó về, cái file của nó, cái file VC ấy. Đây là cái lập trình của Microsoft. Nếu mà các bạn không có cái chương trình C cộng cộng này ấy, thì các bạn nhớ download C cộng cộng này về nhé. Đấy, cái bản C cộng cộng này ở trên trang chủ của Microsoft ấy. Thường các bạn thường những cái máy mà các bạn mới cài Win xong thì các bạn không cài đủ cái phần mềm C cộng cộng, thường những cái phần mềm này liên quan đến lập trình viên, các bạn cài những cái bộ công cụ này thì các bạn không cần cài nữa. Còn những cái máy tính vừa mới cài, các bạn không liên quan gì, các bạn bắt buộc phải cài cái C cộng cộng này để các bạn có thể là mới có thể chạy được cái app ứng dụng này. Đấy, khi mà chạy xong ấy thì nó sẽ ra này, các bạn sẽ phím chạy này, đấy đó, các bạn thấy chưa? Nó cái giao diện của OBS nó như này này. Khi nó giao diện của nó như này, các bạn thấy là ở đây là chúng ta có thể là quay video lại màn hình đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, mình muốn quay lại một cái capture này, mình gọi là thế này, display capture này, đấy. Khi mà sổ ra thì nó sẽ có display capture này, quay màn hình ở đây này. Đây là audio output này, nếu mà có cái âm thanh vào, các bạn chọn âm thanh vào, có nghĩa là cái phần âm thanh input đầu vào của cái mic của bạn ấy. Đó. Các bạn sẽ thiết lập những cái thông số ở đây, có những cái thiết lập email này, color này, nguồn này, rất là nhiều media này, webcam này, đó rất là nhiều những cái này các bạn cũng có thể đặt tên là ví dụ camera chẳng hạn, đó rất là nhiều. Sau đó có camera, các bạn add camera vào đấy. Bây giờ mình không muốn chạy thì các bạn có thể tắt nó đi đấy. Ví dụ như thì bạn đã thấy là ở trong này nó chính là cái phần OBS. OBS thì các bạn vào trong phần setting để cài đặt này. Đấy, thường những cái ở đây ấy, bên trong này ấy, các bạn thấy là nó có những cái tính năng mới ở đây, các bạn xem này. Đấy, ví dụ như ở phần general, phần chung các bạn có thể chọn tiếng Việt. Đấy, ví dụ như bây giờ mình đang hướng dẫn cho các bạn, mình có thể sử dụng cái tiếng ngôn ngữ tiếng Việt cho các bạn. Đấy, sau đó chọn apply một cái, chọn ok một cái. Đấy. Bây giờ nó chưa có tiếng Việt nhỉ. Bây giờ mình đóng đi mở lại nào. Hình như đóng đi mở lại mà có tiếng Việt đây, nó có tiếng Việt rồi. Khi bạn vào trong phần cài đặt này, đấy. Ở đây là phần stream, stream lên nền tảng YouTube từ đâu, các bạn chọn vào. Đấy. Còn đối với trường hợp mà các bạn muốn quay lại video màn hình như của mình ấy thì bạn có thể là chọn đơn giản thôi. Các bạn sẽ chỉ việc là xem, các bạn vào trong phần đầu ra này, các bạn chú ý này. Đây là phần trực tuyến, còn đây là phần ghi, có nghĩa là phần ghi lại video ấy. Ví dụ như ở đây là mình chọn được dính dẫn là mặc định đó chính là ổ C, mình muốn chọn sang ổ D thì mình sẽ chọn sang ổ D, chọn select chẳng hạn. Đấy. Ở đây ghi này thì thiết lập ghi hình, ví dụ như thích hợp livestream thì ở đây người ta thường để là 7.5 hoặc là 6.5. Có nghĩa là cái bitrate của cái video ấy, cái bitrate này càng cao thì chất lượng video càng sắc nét, nhưng mà yêu cầu phần cứng của bạn phải hỗ trợ. Đối với những cái máy tính mà các bạn không hỗ trợ đa nền tảng ấy thì nó rất là khó. Ví dụ như máy tính của bạn cấu hình yếu ấy, thì các bạn nên chú ý là setup ở mức bình thường thôi, được chưa? Đó, còn nếu mà thường những cái cấu hình cao ấy thì các bạn có thể setup cao lên, được chưa? Đó, thì nhìn hình ảnh nó rất là sắc nét các bạn ạ.
khi mà nó lên YouTube đấy, nhưng mà cái phần cứng của bạn phải hỗ trợ mạnh nữa đấy. Ví dụ như ở đây phần cứng của bạn hỗ trợ những cái phần phần hình nó xử lý là các màn hình hay là CPU hay là những cái nền tảng nào xử lý riêng cho cái phần stream này. Ví dụ như ở đây là mình sử dụng cái phần NVENC, đây là một trong những cái ứng dụng cũng như là cái card màn hình của NVIDIA, công nghệ hỗ trợ phần cứng, nó hỗ trợ giải mã. Khi mà chạy lên ấy, thì nó sẽ giải mã cái stream này cũng như là cái code này, được chưa ạ? Giải mã mã hóa cái đoạn video chúng ta muốn đẩy lên mạng internet, YouTube các thứ ấy. Đấy thì nó sử dụng bên phần cứng đấy đó, hoặc là sử dụng trên CPU, các bạn tùy các bạn nhá. Đấy ở đây mình sử dụng phần cứng. Ở dưới này thì đây là phần trực tuyến nhá, như thế là xong mặc định như này. Đấy các bạn chú ý là khi mặc định nó chỉ là 2.000 năm thôi, nhưng mà khi các bạn muốn chạy được, các bạn phải nên chạy tầm 4.000 hoặc là 5.000 hoặc là 6.000 hoặc là 7.000 hoặc là 8.000 đấy. Đó, tùy các bạn nha. Cái này tùy thuộc với các bạn, với cái tốc độ cũng như là cái tốc độ mạng của bạn nữa. Thường những cái mạng internet khoảng 12 MB mà nó tốt tốt một tí nó cũng có thể chạy được rồi. Dạ. Ở dưới phần ghi này đó chính là cái phần phần ghi chọn được dẫn này, ví dụ như ghi lại nó sẽ lưu lại một cái file video lưu ở D chẳng hạn. Đấy. Còn ở đây ấy thì ở đây bình thường nó sẽ như này này. Đấy, nó sẽ như này. Đấy thì các bạn phải chọn với chất lượng cao nhất đấy, hoặc là tùy thuộc cấu hình của các bạn. Nếu mà cái cấu hình thấp các bạn không thể chọn, nhưng mà cấu hình cao cao các bạn thể chọn như này. Sau đó các bạn chọn file M4 này, FLV. File FLV này ví dụ như các bạn chạy nó cũng có rất là tính năng hay, ví dụ như nó rất là nhẹ, chưa? Đó rất là rẻ. Và đôi lúc khi các bạn đang chạy ấy, thường là nó sẽ nhẹ hơn đấy. Nhưng mà khi các bạn muốn chỉnh sửa lại cái đoạn video này nó hơi bị khó một tí đối với file FLV, đôi lúc nó bị xé hình. Nhưng mà khi các bạn muốn sử dụng ngay tải lên YouTube hoặc là các thứ ấy, thì nó cũng rất là dễ, được chưa? Đó. Nhưng mà khi các bạn muốn chỉnh sửa ấy, thì mình nghĩ các bạn là chỉnh sửa nhiều ấy, các bạn mình nghĩ là chọn nên chọn MP4 hoặc là chọn MOV. Đây là một cái định dạng nó định dạng cái file nó dung lượng cao, nó chỉnh sửa hậu kỳ nó dễ hơn, được chưa ạ? Đó. Nhưng mà bình thường các bạn không cần, các bạn chạy như này. Khi mà chọn định dạng FLV, ví dụ như khi bạn đang ghi video, ghi hình video bị trục trặc gì ấy, khi mà ví dụ như máy của chúng ta lỗi ấy, sập đơ giật, hoặc là chúng ta bị cúp điện, có là bị mất điện ấy, thì khi bạn mở lên ấy, khi bạn chạy xong mở lên ấy, cái file của chúng ta không bị lỗi, các bạn hiểu chưa? Cái file của chúng ta không bị lỗi, được chưa? Đó, cái file của chúng ta không bị lỗi, nó vẫn có thể là nó vẫn có thể xem được, nhưng mà nó không tua được rồi. Nhưng mà file đó nó vẫn không bị lỗi, chúng ta cũng có thể lấy về chỉnh sửa được. Nhưng mà khi bạn lưu ở MP4 mất điện một cái hoặc là xảy ra trục trặc gì ấy, thì đa số nó bị lỗi là file đó nó sẽ không thể chạy được, đó nó bị lỗi. Còn ở dưới này thì các bạn có thể xem, ví dụ như ở đây là nó cũng hỗ trợ phần cứng để quay lại cái đoạn video này. Ví dụ như ở đây mình hỗ trợ mình chạy đó là NVENC, đó chính là cái giải mã phần cứng của NVIDIA cũng như là các màn hình NVIDIA đấy, như thế này thôi. Khi mà chạy như này thì nó sẽ ok đấy. Cái này chúng ta cũng còn gắn tâm ấy thì như này thôi. Còn nếu bạn muốn chạy các thứ ấy, thì bạn nên chạy chế độ nâng cao đấy. Chạy chế độ nâng cao nó hỗ trợ rất là nhiều, mà bình thường các bạn có thể chọn dễ sử dụng, các bạn tự tìm hiểu về chế độ nâng cao nhé. Đấy, nâng cao nó cũng giống như thế thôi, nhưng mà nó phải thiết lập theo từng cái điều chỉnh, từng đầu ra, nó phải thiết lập những cái phần bitrate của đoạn video nữa. Đấy, đó như thế này thì chúng ta ok. Bây giờ chúng ta đồng ý, vâng ạ. Đó. Bây giờ các bạn chỉ cần cho cái đoạn mã hóa này vào đây là được. Đấy, cái mã hóa quá chim ấy, các bạn sẽ xem những cái video trước đó mình đã hướng dẫn với các bạn cái mã hóa đấy. Đấy, được chưa? Đó. Đấy, sau đó ở phần dưới này, đấy, âm thanh nó cũng thiết lập nhá, mặc định nó sẽ chạy như nào. Còn ở phần video ấy, phần video này âm thanh ấy thì các bạn có nhiều cái thiết bị âm thanh ra, ở những cái âm thanh nào nhiều ấy thì các bạn có thể chọn ra đầu ra của nó. Ví dụ như ở đây là desktop, do mình không có hệ thống âm thanh ở trên máy này, nó sẽ không có, nó có vô hiệu hóa được. Ví dụ như màn hình desktop chẳng hạn, desktop audio hoặc là
Desktop audio 2 ví dụ như ra từ mic của mình chẳng hạn, ra từ loa của mình chẳng hạn, ra từ trong game chẳng hạn, ra từ cái mic 2 hoặc là ra từ cái tai nghe 2 chẳng hạn. Cái mic cũng thế. Đấy. Các bạn chú ý nha. Đấy, đây là cái thiết lập cái phần âm thanh, ví dụ như mic 1, mic 2, mic 3, có rất là nhiều người đang nói chuyện cùng một đường stream của bạn. Đấy, thì các bạn chọn mic 1, mic 2, mic 3, thiết lập dễ rồi. Còn ở đây là cái phần video khá quan trọng. Đấy, phần khá quan trọng. Video đầy rất thế các bạn. Phần video này, phần đầu ra này, hai phần này này thường nó khá quan trọng các bạn. Phần âm thanh nữa. Đấy, đặc biệt là phần video phần đầu ra nó quyết định chất lượng hình ảnh. Nó quyết định chất lượng hình ảnh các bạn chú ý nhá. Phần video ở đây các bạn, màn hình của các bạn là màn hình bao nhiêu? Ví dụ màn hình 1080 các bạn phải chọn 1080. Đấy, thường chúng ta sẽ phải chạy chuẩn bây giờ chúng ta 1080. Ví dụ như các bạn stream những tựa game FPS các bạn phải chọn là mức 60 frame. Còn những cái video bình thường ấy, những cái video chạy những cái video bình thường ấy nên chọn chất lượng, đó chính là những cái chất lượng bình thường, hoặc là các bạn quay lại video màn hình các bạn chọn 30 frame cũng được. Đó, nhưng mà khi bạn làm những cái video liên quan đến những cái chuyển động nhanh ấy, thì các bạn nên chọn ở mức là 60 frame thì nó sẽ mượt mà hơn. Các bạn đã thấy là tại sao những cái người chơi tựa game FPS người ta phải có chơi ở mức 60 fps, bởi vì là fps càng cao thì chất lượng hình ảnh càng sắc nét và nó cũng bị xé hình và nó rất là mượt đấy. Tốc độ khung hình 60 khung hình một giây ở đây là ví dụ như chạy, ví dụ như độ phân giải, ví dụ như máy tính của mình đây là độ phân giải 1920 nhân 1080 ạ. Ở đây là 1920 nhân 1080, ở đây là 1920, ở dưới là 1080. Khi mà 1920 nhân 1080 nó capture cái màn hình này 1920 nhân 1080 thì ở mức là 60 frame thì nó sẽ phải chụp 60 hình ở đây trong một giây. Được chưa? 60 hình trong một giây. Cái giây tạch 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 các bạn bấm bắt đầu quay đó thì mỗi một giây nó sẽ chụp 60 khung hình như này, sau đó nó ghép lại. Đấy. Các bạn ví dụ như 1 phút là 60 giây, các bạn biết nó chụp bao nhiêu khung hình ở đây thì các bạn lấy 60 về nhân 60 thì các bạn sẽ ra cái tấm hình đó, tấm hình cũng như là cái chất lượng video của một cái tấm hình đó chẳng hạn. Chất lượng video của tấm hình đó nó sẽ nặng nặng hay nhẹ, nó tùy thuộc vào chất lượng hình ảnh của camera, nó tùy thuộc vào chất lượng bitrate, hoặc là nó tùy thuộc vào cái chất lượng các bạn đang quay cái vật thể nó là chuyển động như thế nào, hay là đứng im một chỗ, hay là quay video chuyển động nhiều người, nó còn tùy thuộc vào những cái đó, nó tùy thuộc từng màu sắc, tùy thuộc từng âm thanh, căn bản là nó tùy thuộc từng bitrate chẳng đó. Khi mà quay cảnh nhiều người nó có thể là nó có màu, nó có thể sai với cái thông số khung hình ở đó. Đấy, ví dụ khung hình trong giây thứ 30 chẳng hạn, cái khung hình nó có thể cao thấp một tí. Đấy. Nó là như thế các bạn ạ. Đó, chụp càng nhiều thì chất lượng hình ảnh càng sắc nét, dung lượng nó cũng càng cao. Các bạn lưu ý nhá. Thường chúng ta sẽ chọn 30 frame, quay video màn hình chỉ chọn 30 frame, hoặc là các bạn chạy những cái đoạn phim ngắn ngắn ấy. Thì các bạn cũng chỉ cần chọn 30 frame là được, nhưng mà đối với những cái chuyển động nhanh thì bạn nên chọn 60 frame được chưa? Đó, cho nên là các bạn thấy là những cái video quay chậm ấy người ta phải quay với mức độ frame càng cao, 120 frame, 240 frame hoặc là 960 frame. Đấy thì nó mới 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 thấy được cái chuyển động chuyển chậm chậm được, được chưa? Cái này thì các bạn làm về những cái phần media man hay làm những cái phần hậu kỳ các bạn sẽ rõ. Đó, cho nên là cái frame càng cao nó sẽ càng tốt, nhưng mà bù lại nó sẽ phải rất là nặng, nó chụp. Bình thường một tấm ảnh các bạn chụp ấy bằng những cái máy điện thoại bình thường ấy mà đủ sáng ấy, bây giờ nó tập chụp ấy nó cũng phải tầm 2 MB hoặc là tầm 4 MB, nó tùy thuộc bitrate nữa. Bạn ạ, như thế các bạn nhớ cộng nhân vào các bạn sẽ thấy ra cái chất lượng video. Tất nhiên là những cái ảnh mà chụp nó sẽ không bằng, sẽ cao hơn cái video rồi. Đấy, bởi vì chất lượng hình ảnh, độ phân giải ảnh nó tốt hơn, bởi vì là video mà video quay nó tùy thuộc từng cấu hình nữa nó mới có thể chạy được. Nó cho nên là những cái cấu hình khá mạnh thì mới có chạy được. Đấy. Đó, đó là cái video. Đấy, ví dụ như trong trường hợp này chọn 1920 nhân 1080. Đấy, nó sẽ capture lại. Đó, sau đó các bạn sẽ chỉ việc chạy rồi. Bạn thấy chưa? Bắt đầu ghi. Đấy. Sao nó bị lỗi nhỉ? Đầu ra của video mình chọn ổ D à, mình chọn ổ E đi, ổ E nhá. Đây
Ổ D tại sao bị lỗi các bạn? Ổ D nó là một ổ quản trị, ổ này là ổ Windows. Trước đó mình đã cài Windows mà bây giờ mình không muốn cài nữa, không muốn chạy nữa thì mình phải chọn chế độ xóa cái quyền quản trị admin đi cho nó không truy cập, nó báo lỗi thế đâu. Bây giờ mình bấm bắt đầu ghi. Cái mà thay đổi nhiều nhất, bạn mình đang bắt đầu ghi rồi. Cái mà thay đổi nhiều nhất ở cái phần OBS, gọi là cái phiên bản hiện tại mình đang sử dụng, cái phiên bản hiện tại trước đó mình đang sử dụng đó chính là cái phiên bản OBS phiên bản 23.2.1. Đây là phiên bản 64 bit 23.2.1 là nó chưa hỗ trợ. Nhưng mà khi có phiên bản, các bạn xem này, mình đang quay ở cái phần mềm OBS ở ngoài này. Đấy chưa? Nó như này. Cái thay đổi lớn nhất ở đây đó chính là nó có cái chức năng, đó chính là cái chức năng tạm dừng ghi video. Được chưa? Đây là được gọi là cái tích hợp rất là đáng giá cho cái phần mềm OBS. Bạn biết không ạ? Đó, phần mềm tích hợp rất là đáng giá cho OBS. Trước đó thì cái OBS, được chưa? Trước đó OBS là nó không có cái này. Mình phải nói với các bạn là mấy năm rồi, được chưa? Chưa có chức năng này, bây giờ nó mới có chức năng dừng lại. Hoặc là mình chạy tiếp, bây giờ nó chạy tiếp nhá. Cảm thấy chưa? Nó chạy tiếp cái dây ở nó đang chạy này. Đấy, REC, nó là chữ quay video mà các bạn hay sử dụng như cái camera man nhiều ấy. Thì các bạn sẽ thấy là REC là chữ viết tắt của record đấy, thì nó sẽ quay lại nhá. Đấy. Khi mà mình muốn muốn tạm dừng ấy, ví dụ như đây này, tạm dừng chẳng hạn. Đó, nó có chức năng tạm dừng, các bạn không muốn ghi đoạn này chẳng hạn, các bạn có thể nhấn vào tạm dừng. Bạn muốn chạy tiếp thì bạn chạy. Đó, trước đó OBS hoàn toàn là nó chưa có, nhưng mà đến cái phiên bản 24.0.1 hiện tại nó đã có rồi. Và nó rất là hữu ích cho chúng ta sử dụng để chúng ta quay được cái đoạn video. Được chưa? Đó. Bạn thấy chưa? Rất là hữu ích, mình muốn tạm dừng thì mình nhấn tạm dừng. Trước đó các bạn không muốn tạm dừng được, các bạn muốn dừng thì bạn phải muốn dừng, hoặc là khi bạn chạy xong ấy thì các bạn mới dừng, hoặc là các bạn không muốn ghi những cái đoạn video nào đó vào trong cái màn hình của chúng ta, cho bạn sẽ để nhấn tạm dừng, hoặc là muốn dừng, hoặc là muốn chạy tiếp. Trước đó các bạn không muốn cho thì đôi lúc các bạn phải dừng luôn, hoặc là các bạn sau đó còn phải chạy hậu kỳ cho đoạn video, cắt giãn những cái đoạn bên trong. Nhưng mà đến OBS này, phiên bản 24.0.1 này, hoàn toàn các bạn cũng có thể là không cần phải dùng cái chức năng đó là cắt giãn ở trong, hoặc là các bạn muốn dừng lại, sau đó các bạn sử dụng hậu kỳ để ghép lại nữa. Bây giờ mình sử dụng ở trên cái phần OBS này, quay đoạn video xong này, quay xong thì mình cũng có thể hoàn toàn là cũng có thể upload lên YouTube mà không cần phải chỉnh sửa. Ví dụ như bây giờ mình đang quay đến cái màn hình này, mình đang có những cái thông tin mà không cần thiết cho các bạn xem thì mình nhấn dừng luôn, được chưa? Sau khi mà mình xử lý xong thì mình lại tiếp tục quay và hướng dẫn các bạn. Đấy. Cho nên cái đoạn video của nó không bị cắt giãn giữa chừng, và chúng ta muốn sử dụng được video ngay mà chúng ta không cần phải chỉnh sửa hậu kỳ nữa. Đấy, đây là một trong những cái tính năng rất là hay và nó rất là đáng giá. Được chưa? Nó cho cái phần mềm OBS mà trước đó nó không có, nhưng mà những cái phần mềm khác là nó đã hỗ trợ và có rồi. Ở trên điện thoại các bạn cũng thế. Các bạn sử dụng được cái chức năng này, nó giúp cho bạn quay video nó rất là hay. Ví dụ như những cái đoạn nào mà không cần thiết các bạn dừng lại. Đó, sau đó các bạn có thể quay tiếp. Quay lại được. Đấy, đó chính là tính năng rất là hay khi mà dừng video giữa chừng. Đó, sau đó các bạn muốn các bạn quay luôn. Đó. Bạn không cần phải cắt ghép nhiều nhưng mà chỉnh sửa hậu kỳ nó cũng rất là hay. Đó, đây là một cái tính năng đáng giá của OBS. Thì mình thấy là tính năng này nó rất là tốt, nó tốt rất là nhiều. Đó, mình không biết các bạn thấy thế nào. Đó, ví dụ như bây giờ mình tự dừng đó, đôi lúc là mình dừng hẳn đấy, đôi lúc là mình muốn chạy nhanh thì mình cũng phải sử dụng những cái phần mềm chạy ghép video nhanh nhất hiện tại, đó chính là phần mềm Ado. Thì mình thấy là ghép video nhanh nhất, hoặc là những cái phần mềm để ghép hai cái đoạn video vào ấy, nó không cần render ấy, nó chỉ ghép thôi. Đấy, đó là những cái tính năng rất là hay của phần mềm OBS. Đó, các bạn muốn ghi, các bạn thấy là có chữ này dừng lại, sau đó muốn chạy tiếp. Đấy, cái tính năng rất đáng giá đối với anh em mà sử dụng OBS. Đó, đó là mình giới thiệu qua cái phần mềm bộ công cụ, đó chính là phần mềm OBS, được chưa? Đấy, còn phiên bản ở ngoài này mình vẫn là phiên bản 23, mình chưa cập nhật lên. Đấy, mình chưa cập nhật lên, update lên, mình cũng phải update luôn. Đấy, nó có những cái tính năng nó rất là hay.
Đấy, upset. Phần mềm OBS khi mà các bạn sử dụng những cái cửa sổ rất là nhiều, nó nói chung nó hay lắm. Đây là bạn nào mà chuyên về làm những cái này thì bạn mới có thể hiểu được, hoặc là những cái về những cái công cụ phần mềm này, đó là cái phần mềm quay video. Phần mềm OBS là phần mềm quay video. Trước đó thì mấy năm trước thì mình sử dụng cái phần mềm Corel Video rất là nhiều, nhưng mà sau đó thì hoặc là Camtasia, Camtasia sử dụng ấy thì nó vẫn phải render được chưa? Đó. Nhưng mà cái phần mềm OBS này khi mà sử dụng xong lập tức các bạn chạy xong ấy. Đấy, bạn thấy chưa? Nó có chữ render rồi, Ele ok đấy, các bạn thấy là mình chạy mic này, đấy, chạy mic mặc định này. Đó, phải không? Muốn tăng mic lên này. Desktop đăng lên này, rất là nhiều tính năng hay. Mình muốn dừng này, mình muốn dừng này, mình muốn stop này, đấy nó sẽ tạo lập tức là nó sẽ tạo ra một cái file video ở đây, bạn thấy chưa? Mình chọn today ngày hôm nay, đấy chạy xong ấy. Đấy bạn thấy chưa? Nó có chữ render Các bạn thấy rồi, chưa? nó lập tức nó tạo ra một cái file video này, đấy tạo ra một cái file video này. Ví dụ như bây giờ mình đó, nó rất là hay, nó rất là hay. Đây là tính năng đánh giá đó, chức năng tạm dừng khi mà ghi video. Bây giờ lúc nãy mình đã giới thiệu với các bạn này, bây giờ ví dụ như FLV, nhưng mà FLV mình đang quay nhá, quay bằng FLV nha, và để quay nhẹ nhẹ một tí, mình trang để 30 frame. Đây mình đang quay video, đấy mình đang quay video nhá, đây là file FLV nó đang quay này. Khi mà mình muốn dừng đột ngột đấy, các bạn xem mình muốn dừng đột ngột là mình vào tác manager này, đây là ứng dụng đang chạy đó, mình end end tác này, kết thúc ứng dụng này, chụp được chưa? Đang quay video đấy, mình đang quay video giờ này, đây là ứng dụng đang chạy đó, mình end end tác này, kết thúc. Mình không biết M4 nó có bị hay không, mình thử xem FLV là nó không bị nhá. LV nó chạy rất là nhẹ, các bạn thấy chưa, nó rất là nhẹ. Bây giờ mình sẽ chọn MV4 này. MV4 nha. Đây này nó có những cái, ví dụ như có những cái, bây giờ xem này. Bây giờ mình chạy nhá, xem nó có bị gì nhá. Nhưng mà cái trường hợp mà mình đang quay như này, mất điện đột ngột là cái file này nó bị lỗi luôn. Cái file ví dụ như bây giờ mình xem này. Cái file MV4 là một cái file nó kiểu như dạng nó mã hóa, nó nén vào đấy. Đấy. Mình xem nó có bị lỗi. Đây nó bị lỗi phải không ạ? Nó không thể xem được luôn các bạn. Đó. Những cái file ví dụ như là file M2TS này, những cái file làm file sống ấy, khi mà trong quá trình mà quay video hoặc là render video ấy, thì trong quá trình quay video nếu mà giả sử nó bị lỗi gì, những cái file đó nó đã render đến đoạn đó rồi mà khi bị lỗi ấy, thì toàn bộ những cái file trước đó nó không bị lỗi các bạn. Các bạn hiểu ý của mình không ạ? Đó, khi mà render đến đâu là cái file nó được lưu sống ở trên cái phần mềm đó luôn, thì cái này mình nghĩ là do cái phần mềm nữa, một một cái phần mềm, do những cái lập trình của phần mềm nữa. Mình nghĩ là thế. File FLV là một cái file kiểu như là nó cũng là một cái file nén rồi, nhưng mà do cái phần mềm này nó lập trình nó kiểu thế, cho nên là khi mà chạy ấy, thường là nó sẽ không bị lỗi. Ví dụ như mình sập đột ngột, ví dụ như cái lúc nãy mình end tác đột ngột, có nghĩa là sập đột ngột, đóng ứng Quay dụng đột video. ngột Ừ. thì nó vẫn không bị lỗi cái file này, nhưng mà M4 nó bị lỗi đúng không ạ? Đó đó, khi mà thường nó sẽ chỉnh sửa file FLV là nó sẽ rất khó, nó bị xé hình các bạn đấy. Ví dụ mình đang 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 thí dụ với các bạn thôi nhá, ví dụ mình ở đây là phần mềm Cyberlink đúng không ạ? Khi mà các bạn chạy ấy, ví dụ như các bạn chạy render, mình đang nói ví dụ kể cả khi bạn render ở trên cái ứng dụng này cũng thế thôi. Mình nghĩ là có một số ứng dụng ấy thì nó sẽ là nó kiểu như là nó sẽ lập trình thiên về những cái mảng hóa há nào, được chưa? Ví dụ như trong trường hợp này, giả ví dụ như các bạn chạy những cái file M2TS chẳng hạn, thì khi mà lưu ấy thì cái file video của chúng ta sẽ kiểu như là khi mà lưu ấy, trong quá trình mà chạy vì lỗi ấy, thì cái file này nó được lưu ở định dạng 2TS ra rồi, thì nó chạy đến đâu thì cái file nó được trực tiếp nó lưu ở trên cái file đó luôn. Thì dạng nó không giống như cái file M4. M4 là khi mà nó phải chạy xong ấy thì nó mới có thể xem được cái đoạn video. Trong cái file M2TS ấy, khi mà mình vừa render và mình vừa chạy ấy, thì mình vẫn có thể xem được cái đoạn video đó mà mình vừa render và vừa chạy, nó lưu trực tiếp luôn.
khi mà bị lỗi ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, và cái file của ta khi mà nó render đến đến đoạn dưới này chẳng hạn, nó bị lỗi thì nó vẫn xem được đến cái đoạn mà nó render rồi, được chưa? Đây là một cái tính năng rất hay mà đó là cái tính năng file sống. File H2 đa số là các bạn sử dụng H264 rất là nhiều. H265 là một trong những cái định dạng file nó cũng rất là hay và mới. Đây là H265. H265 là một trong những cái định dạng file chất lượng hình ảnh nó rất là tốt. Ra nó y hệt bản gốc nhưng mà cái dung lượng file của nó có thể giảm đi khá nhiều, thậm chí là một nửa. Được chưa? Một nửa hơn so với file gốc, đó là định dạng H264, H265, được chưa? H265 là chất lượng hình ảnh nó tốt giống như gốc vậy. Tất nhiên là không được 100% nhưng mà nó tốt, giữ nguyên chất lượng hình ảnh giống như gốc, nhưng mà dung lượng file của H265 nó sẽ giảm hơn cái phiên bản gốc. Được chưa? Cho nên đôi lúc bạn thấy là render bằng H265 tại sao nó lâu hơn hoặc là chạy nó lâu hơn, nó là như thế, nó giảm dung lượng file của H265 xuống. Đó. Cho nên các bạn cần phải lưu ý khi bạn quay video, nếu mà các bạn quay video bằng OBS, các bạn quay video xong upload lên không chỉnh sửa, các bạn có thể chọn FLV, được chưa? Nhưng mà đôi lúc chỉnh sửa hậu kỳ nó sẽ không được tốt. Đấy. Còn nếu bạn muốn chỉnh sửa hậu kỳ các bạn chọn MOV, file đó rất là KV, thường là chúng ta chọn MOV, được chưa? M2P4 cũng được, nó cũng nhẹ hơn MOV, nhưng mà thường hậu kỳ nó sẽ là MOV là tốt nhất, được chưa? Đó. Đó, thường là chúng ta sẽ chọn là mình là thường FLV hoặc là MP4 là nhiều. Đôi lúc cũng MOV. Đấy. MOV là nó dung lượng cao lắm, nó nặng. Các bạn quay, đặc biệt là các bạn quay những cái chuyển động quay màn hình tính ấy, thì nó dung lượng file nó rất là ít, nhưng mà các bạn quay những cái chuyển động, ví dụ như các bạn bật bộ phim lên, các bạn quay bộ phim, hoặc là các bạn đang chạy một ứng dụng nó chuyển động nhanh, ví dụ như thùng các bạn quay những cái đoạn video chẳng hạn, hoặc là các bạn quay những cái đoạn lại những cái đoạn phim chẳng hạn, hoặc là quay lại những cái đoạn app của bạn chơi game chẳng hạn, thì lúc đó nó rất là nặng bởi vì nó capture, mà giống như lúc nãy mình đã nói với các bạn ấy. Cái dung lượng file của một cái file quay ấy, nó phụ thuộc vào cái chuyển động hình mà các bạn quay, nó phụ thuộc vào bitrate của cái thiết lập đó. Thì bitrate của bạn mặc định rồi thì nó sẽ phụ thuộc vào cái hình của bạn quay khi mà chuyển động nữa. Càng nhiều hình ảnh thì cái phần mềm nó capture nó càng nhiều khung hình vào thì cái bức ảnh nó càng cao, bức ảnh của nó càng nặng thì cái đoạn video nó sẽ càng nặng. Các bạn hiểu chưa? Tại sao hai người quay video hoặc hai người quay video cùng lúc là 1 phút, nhưng mà có người quay video nó lại cái dung lượng nó lại cao hơn cái người đó, mặc dù hai người đó setting giống nhau. Các bạn hiểu chưa? Là nó quay những cái vật thể chuyển động. Các bạn thấy là càng nhiều hot girl vào trong cái ống kính của chúng ta thì chúng ta thấy là nó bắt sáng cũng như là quay phát hiện chủ thể ấy, thì nó có thể là nó sẽ nhiều hơn. Đó, đó là như thế. Đó. Đó là cái video liên quan đến phần mềm OBS, phải không ạ? Trong cái phần mềm OBS, cái tính năng mình thích nhất và đột phá nhất từ cái phiên bản, mình không biết là trước đó phiên bản gì, lúc nãy mình sử dụng cái phiên bản 23.2.1, được chưa? Nhưng mà lên mình được biết, hôm nay mình được biết là update lên phiên bản 24.0.1, mình thấy là có tính năng, đó chính là mình quay video màn hình rất nhiều, được chưa? Mình thấy là có tính năng stop, hoa quá hay. Ví dụ như mình đang có được việc bận gì, mình nhấn stop một cái là dừng luôn, nó không ảnh hưởng gì. Sau đó khi mà chạy xong mình lại stop nói chuyện tiếp, nó các bạn thấy chưa, nó cũng rất là hay. Đó. Đến đây thì mình đợi anh một tí. Đến đây thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye các bạn. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Bye bye nhá. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Trên tầng 2. Thì tầng 2 biết không? Mỹ căm nhìn tầng 2 với vậy. Tầng 2 với mở khóa mở chứng chứng này đấy. À. Từ 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 từ. Ok.